Con mình xem nè. Thì theo mình thấy á, là cái số chòi hữu hiệu á, nó không có nhiều bà con. Bởi vì cái năng suất nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái số bông trên 1 mét vuông. Nếu mà cái tình hình giống như vậy nè, mà cái bông nó lại nhỏ, mà cái số chòi hữu hiệu nó ít nữa, thì cái năng suất sẽ không cao được đâu nha bà con. Và nếu mà không may mà gặp cái tình trạng mà sâu đục thân nữa, mất cây nữa, là cái số bông trên một cái diện tích mình đó, nó sẽ không đảm bảo được, nó sẽ rất là ít. Hiện tại thì đối với vàng lúa 1 tháng như này bà con, thì cái số chòi hữu hiệu á, mình vẫn có thể là làm được nữa nha bà con. Đó, một số bà con thì bị sâu đục thân vẫn làm được. Nếu mà ở giai đoạn mà lúa dưới 40 ngày này, những cái chòi này nè bà con mình xem, những cái chòi này nè, nếu mà những cái cây á, nó ôm là từ ít nhất là 1 chòi hoặc là 2 chòi, thì mình sẽ xử lý cho những cái chòi này nó phát triển to lên luôn nha bà con. Thì đến khi mà mình xử lý á, thì cái thời gian mà bón phân đón đồng nó sẽ kéo dài ra hơn. Thì hôm nay á, mục đích mình quay video này nè, để cho bà con mình xem thực tế cái hiệu quả của cái bộ sản phẩm Gabasito và Gáp Lút đó mình xử lý. Tức là đối với những cái vàng lúa mà không bị bệnh, không bị sâu đục thân cũng như là không bị muỗi hành, thì bà con vẫn có thể là xử lý bình thường. Bà con vẫn có thể xử lý bình thường nha. Để cái mục đích là để cho cái cây lúa của mình nó mập thân. Đó, để cho cây lúa mình mập thân. Tại ảnh mới xịt cái vali và cái gốc chi si á bà con. Những cái chỗ dày á, những cái chỗ dày cũng như vậy nè. Thì cái bộ lá, cái lá ở dưới á, nó sẽ bị đỏ nha. Giống như anh nói đó. Nhưng mà thân mập không có gì hết. Dạ. Thân mập. Đó. Những cái chỗ dày hôm bữa mình quay cho bà con mình xem nè, thì thân rất là ốm yếu. Thì hôm nay nè, sau mười mấy ngày mình quay lại cho bà con mình xem những cái chỗ dày nè, thấy chưa? Theo anh đánh giá như thế nào anh? Thì xử lý lần đó thấy ổn rồi, chứ Dạ. đợt hổm thấy đỏ quá cũng cây ốm nhách nè, Dạ. nay xử lý thấy lần này ổn rồi đó, thấy Dạ. bóng đồng vậy là cây nữa sau này cũng mập nè, Dạ. thấy cây vậy là Đẻ nhánh, cái cây lúa của mình đẻ nhánh á, là cần phải xạ thưa. Nó mới có đủ ánh sáng, nó đủ cái không gian để mà nó đẻ nhánh. Còn mà mình xử lý khi mà cái vàng lúa của mình nó dày á, bà con thường xạ là ở cái mức là 20 hoặc là 25 kg đó. Xử lý để cho cái thân lúa nó mập nha bà con. Đây bà con mình xem nè. Những cái chỗ này rất là dày luôn. bự cây Đó. này bự ra. Đó. Là ảnh không tiến hành gãi phân, thêm phân gì hết bà con. Còn cái cách thứ hai mà mình thấy nhiều bà con nông dân á, là không có biết cái bộ sản phẩm của mình á, là xử lý là mình nói đó là vuốt lại khoảng 3 kg UG, cộng với thí dụ giống như mình nói á, là một chục công là tầm khoảng 4 kg humic, là thường bà con mình áp dụng theo biện pháp đó đó, cũng rất là hiệu quả bà con. Cách nào cũng được hết, sợ phượt lá với đậu ôn. Nên là ở trong cái chai Gabasito bà con, là Gabasito là có đạm, có lân trong đó rồi, vừa kích rễ, và khi cái rễ nó ra là nó có dinh dưỡng luôn ở trong đó, nó ăn luôn rồi bà con. Đó bà con mình xem chỗ dày nè, thấy chưa nè. Chỗ vàng mà nó vàng là bông cũng bự bằng kia Dạ. nè. Vàng con. Ừ. Cỡ bé nữa. Thôi rồi, ghế Vàng không? Cái thằng nó mập muốn gần bằng tay trái luôn. nè. Đó. Những cái chỗ mà lúa tốt quá bà con cũng yên tâm, Không phục. không có phượt lá. Đó, đứng lá. Nó hơi vàng hơn là những khu vực mà chỗ tốt bà con. Những khu vực chỗ tốt á, màu cực kỳ đẹp luôn. Còn những khu vực này nè thì nó hơi còi hơn so với những khu vực khác, nó chưa có đẩy lá đồng lên bà con. Anh cảm nhận cái thân cây lúa như thế nào anh? Thì nó bự hơn lúc trước á, nó dày thiệt nhưng mà nó bự, mà nó Dạ. cứng. Nó bự mà nó cứng. Ừ. Dạ. Không có bị bò lát. Mình sẽ hy sinh một cái cây nữa cho bà con mình xem nha. Đây là cái chỗ còi nhất nha bà con. Cái ngón tay mình nè, bà con mình xem nè, đây là cái chỗ còi nhất, mình nhỏ cho bà con mình xem. Thì cái lá nè bà con thấy chưa, lá cực kỳ lý tưởng luôn. Nên là bà con kích rễ kích thân như thế nào mình không cần biết, nhưng mà phải kết hợp với đạm để cho cây lúa của mình nó phân chia tế bào, nó phát triển nha bà con. Thì ở trong chai Gabasito nè, nếu mà tính ra bà con chưa được 2 kg UG nữa, nhưng mà nó làm được cái câu chuyện á, nó tác động rất là lớn đến cây lúa của mình, nó giúp cho cây lúa của mình nó hấp thu dinh dưỡng cực kỳ tốt.
bà con xem cái dàn lá nè, đó xào xào luôn bà con, rất là cứng, công nhận cứng thiệt, rất là cứng chắc nha bà con, thấy chưa? Gió mà nó không quật xuống luôn đó. Này bà con xem nè, đang trời đang chuyển mưa đó, hy vọng là không bị mất mưa nha bà con. Mà gió nè bà con xem nè, nó liêu siêu nè. Đó. Không bao giờ sập nói. Ừ. Quá trời cứng luôn. Xào xào luôn. Chỗ này nó dày cui luôn nè, mà cây bự hơn nãy nè, chỗ này nó chỉnh thân nè. Đây bà con xem nè, nó khai thác luôn nè bà con. Khai thác đây được cái chòi bự nữa nè. Thấy chưa? Những cái chỗ này thì bông không bự thì những chỗ nào bự nữa bà con. Mà hầu như luôn, cái thân rất là đều trên ruộng. Đây bà con mình xem nè. Ở đây là cái khu vực còi nha bà con. Cái khu vực còi. Thì nếu mà bà con đang ở trong cái chà lúa này nè, rất là hiểu rõ là dính liên tục những cái trận bão mưa liên tục của bà con. Còn hiện tại thì cái bộ lá đồng bà con đánh giá dùm cho Lưng, nói cái chỗ này còi nè. Bà con nhìn cái bộ lá là biết. Còi á, chỗ nào nghèo dinh dưỡng á, thì cái việc đốm nâu trên lá nè bà con đánh giá nè. Thấy chưa? Nhưng mà cái da lá vẫn giữ được cái màu xanh. Và bên cạnh đó, hạt rất là sáng nha bà con. Đất của anh thì không bị lép dọc đường. Chủ yếu là ở cái giai đoạn sau nè, mưa lép cậy bà con. Lép mấy hột trong cậy nè. Nhưng mà cũng có những cái bông rất là đạt nha bà con. Vào gạo rất là tốt. Thì nhiều bà con có kinh nghiệm á, thí dụ thông qua dàn lúa á, có thể là giúp Lưng đón cái năng suất nha. Thì anh nói mục tiêu mong muốn tầm khoảng 600-650 được rồi bà con, con nhỏ. Đó, nhiều bà con xem thì đánh giá dùm cho Lưng. Bà con xem nè, cái dàn lúa cứng ghê chưa, thấy không? Mưa từ nhỏ lớn luôn đó, mưa từ lúa chơi trước chỗ tới giờ đó, mưa suốt luôn đó. Bà con xem dàn lúa nè, ghê cứng chưa? Tại vì hồi cái lúc ở trong một số clip trước đó mình có đăng cho bà con xem đó, là dàn lúa nhỏ khi mà kết hợp ở cặp mà mập thân mập chồi gỡ đầu tới đón đồng, kết hợp thêm cái kẽm 700 nữa dàn lúa lúc đó, đó là mình chắc ăn rồi đó bà con. Chứ không phải là tới giai đoạn sau mình mới chắc ăn nha. Bà con xem thử xem trong những clip trước đó. Rất là cứng. Cứng nè. Bây giờ là trong nước đó, nó còn ỉ đó nha bà con. Còn đất còn mềm đó nha, chứ không phải là đất cứng nha. Thì mình nói với ảnh nó cũng có một số vé trong cậy đó, nó cũng đang vô gạo nữa. Thì mình để cho nó ẩm ẩm đi nay ỉ vậy đó. Để mà cái cây lúa mình nó còn hút nước lên, nó nuôi những cái hạt ở trong cậy nha bà con. OM18 nó vậy đó. Đặc biệt là đông xuân. Đông xuân thì bà con khai nước ra trễ thì tốt. Nói nhiều người nói đó, OM18 là đông xuân dễ ngã là nguyên nhân đó đó. Tức là bà con mình khai nước ra hơi sớm thì bắt buộc cây lúa mình nó phải hút nước từ trong thân trong lá. Thứ nhất là cái lá nó mau xuống nè. Tiếp theo nữa là nước ở trong thân nó hút ra hết rồi. Đó. Những cái dàn lúa mà OM18 mà đông xuân mà bị ngã, bà con á, kiểm tra thử cho Lưng đi. Nó bà con tét cái thân ra đi. Nó khô gan luôn. Nó mỏng như lắm mỏng luôn. Đó là nguyên nhân đó đó. Mình đi mình quan sát rất là kỹ bà con. Để mà cho bà con những cái nhìn nhận, những cái đóng góp ý kiến nó khách quan, nó cụ thể.